Hello, chị mình đã quay trở lại channel của mình. Thì mình rất vui khi kênh của mình đã vừa đạt được 3.000 subscribe nhé. Thì mình xin cảm ơn tất cả anh em trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip chia sẻ cho anh em, nhưng mà sẽ không chia sẻ về cách làm video TikTok nữa. Thì hôm nay mình sẽ nói về những cái lợi và những cái hại ở hệ điều hành iOS 13 nha. Thì cái này sẽ là quan điểm của mình khi mình lên được một tuần. Thì nếu có gì sai sót thì mong anh em bỏ qua cho nhé. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ nói đến những cái phần lợi của iOS 13. Thì hiện tại cái thiết bị của mình đang dùng là thiết bị iPhone 7 Plus nha em nhé. Hệ điều hành của mình là hệ điều hành iOS 13.3.1. Đó. Thì mình thấy cái lợi thứ nhất đó là phần tin nhắn. Thì anh em có thể là chọn một loạt tất cả các tin nhắn để anh em có thể là đọc hoặc là anh em xóa một cách rất dễ dàng nha. Hiện tại thì nó đã thêm cho anh em một cái nút 3 chấm ở đây, thì anh em sẽ nhấn vào. Anh em sẽ nhấn vào chọn các tin nhắn. Thì anh em sẽ kéo này xuống này. Đó. Ngày trước thì nó sẽ không có cái tiện ích này. Thì anh em sẽ nhấn đọc hoặc là anh em nhấn xóa cũng được nhá. Thì đấy thì tùy anh em. Đó là cái tiện ích thứ nhất. Cái tiện ích thứ hai mình muốn chia sẻ cho anh em là cái ở cái phần wifi. Ở cái phần wifi này thì anh em có thể là chọn địa chỉ mạng wifi và anh em muốn bắt vào trong này, thì anh em sẽ nhấn giữ ở đây. Đó thì nó sẽ ra cho anh em một cái danh sách để anh em chọn. Cái này thì ở những cái phiên bản trước nó cũng không có, mình thấy cũng rất bất tiện, như này sẽ tiện hơn nè. Cái tiện ích thứ ba mình muốn chia sẻ cho anh em đó là tiện ích ở phần ảnh này. Thì hiện tại đối với nhiều anh em thích làm video ấy, thì anh em có thể là crop video để cắt logo, hoặc là xoay video nhé. Anh em sẽ vào phần sửa này và anh em sẽ chọn vào crop này, anh em sẽ có thể cắt logo đi nhé. Đó. Và anh em cũng có thể là xoay video đây. Đó. Em sẽ nhấn vào lưu nhé. Đó, rất là lời luôn. Tuy nhiên thì mình cũng thấy có một điểm trừ đối với iOS 13.3.1. Thì hiện tại mình dùng, mình cảm thấy máy rất là nóng và pin nó cũng tụt nhanh hơn một chút so với bản trước. Thì tất nhiên là có nhiều cái lợi thì cũng phải có mặt hại thôi chứ anh em. Mình cũng không biết là máy anh em có bị nóng và bị sụt pin không, nhưng mà đối với máy của mình thì hiện tại thì nó khá là nóng. Cả anh em cũng dùng wifi xem YouTube cũng nóng nha em nhé. Đó, trên đây là một số cái review của mình đối với hệ điều hành iOS 13 chấm. Thì hy vọng là anh em sẽ có cái cân nhắc để anh em có thể là lên iOS 13 hay không. Ok. Thì clip chia sẻ mình như đây là hết nha. Thì hy vọng là anh em sẽ có một chút review về cái hệ hành iOS 13 này. Còn bây giờ thì chào anh em nha. Chúc anh em có một quyết định đúng đắn. Bye bye.